Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump viết nếu Iran muốn tham chiến, đó sẽ là sự chấm dứt của Iran. Ông cảnh báo Tehran đừng bao giờ đe dọa nước Mỹ một lần nữa. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh thời gian qua, Tổng thống Trump đã siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế với nước Cộng hòa Hồi giáo, cũng như củng cố sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực với cáo buộc Tehran đang đe dọa lực lượng cũng như lợi ích của Washington tại đây, cũng đã hạ thấp khả năng xảy ra cuộc chiến mới trong khu vực, khẳng định Tehran phản đối chiến tranh. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út cũng vào ngày hôm qua đã kêu gọi nhóm họp khẩn cấp các hội nghị khu vực tuyên bố Riyadh trong muốn không muốn chiến tranh với Tehran nhưng sẵn sàng tự vệ.